Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn truy cập nhanh camera khi mà màn hình vẫn khóa. Thì đây, các bạn nhìn thấy chiếc Xiaomi Mi SE của mình hiện tại màn hình đang khóa. Đây, vẫn đang khóa. Giờ mình tắt. Mình sẽ nhấn liên tục hai lần vào nút volume down là nút giảm âm lượng. Một hai. Thì đây, chế độ camera nó sẽ truy cập nhanh vào chế độ camera mà màn hình vẫn là khóa. Thì để cài đặt tính năng này thì mình sẽ thiết lập như sau. Vào cài đặt. Đến phần login and password. Đây. Cái xuống dưới nó sẽ có chế độ lên camera. Thì nó để là nhấn hai lần vào nút volume down để mà chạy camera, thì các bạn chỉ cần bật nó lên, đây là tắt này, bật nó lên thì các bạn sẽ truy cập được nhanh camera. Rồi, xin cảm ơn mọi người.